Bà Hợp ở thành phố Hải Phòng, năm nay gần 70 tuổi. Trước giờ, bà chưa đi đâu ra khỏi lũy tre làng. Vậy mà, một số máy lạ tự xưng là công an đang điều tra một vụ án mà bà chính là nghi phạm cầm đầu một đường dây buôn ma túy. Đối tượng này yêu cầu bà Hợp nộp tiền vào một tài khoản ngân hàng và với một điều kiện không được thông báo với con cháu. Tôi không ra này, tôi đi buôn ma túy ở đâu không, nói nào nói chi, đè nó dỗ trên này, nó bắt khai từ cái quạt cái gì, trong tài sản có gì, tôi chỉ còn có hơn 10 triệu, 16 triệu, tôi để hôm nào ốm đau thì tôi chi tiêu. Nó bảo thế cháu dạy bà như giờ bà mang sang ngân hàng và gửi cho cháu thì bà tội bà nặng, bà phải đi tù đi gì ai cái kinh. Trường hợp của mẹ chị Giang thì lại được mời tham gia vào một sàn coi ảo. Lúc đầu bà được yêu cầu đóng 1 triệu đồng, gọi là tiền phí bảo hiểm. Sau đó mấy ngày, bọn chúng trả vào tài khoản của bà 2 triệu đồng. Với chiêu trò thả con săn sắt, bắt con cá rô, bọn chúng thông báo trong tài khoản coi của bà hiện đang có hơn 200.000 đô la Mỹ, tương đương là hơn 5 tỷ Việt Nam đồng. Muốn lấy số tiền ra thì phải đóng một khoản phí bảo hiểm mất 1 tỷ đồng Việt Nam. Mẹ của chị Giang đã tin tưởng và chuyển số tiền gần 850 triệu đồng vào hôm 7 tháng 1 năm 2023 vừa qua. Nhưng giờ thì tiền không lấy lại được, còn tài khoản của bà được cấp để vào trang web thì bỗng dưng bị khóa. Thì cái số tiền đấy là số tiền rất là lớn. Và nhất là ở trong tổng cái số tiền 845 triệu đấy, mẹ tôi lại vẫn còn phải nợ, vẫn còn phải gắn sổ đỏ một phần ấy, gửi ảnh nhà, gửi ảnh xe và chụp rất là nhiều tiền mặt để ở trong xe ô tô hoặc là rất là nhiều tiền mặt để ở trên bàn để cho mọi người xem và gửi lời cảm ơn đến nhóm, gửi lời cảm ơn đến thầy. Thế nên là mẹ tôi lại càng thêm tin vào cái nhóm đấy. Sau khi đã lừa được mẹ tôi cái số tiền đấy thì là nó không chăm sóc, không support nữa. Tại các sàn coi ảo, kẻ lừa đảo rất tinh vi khi nắm được tâm lý của nạn nhân. Chúng thường cho con mồi rơi vào vòng xoáy FOMO. Với tâm lý sắp bỏ lỡ mất cơ hội, nạn nhân phải xoay tiền trong thời gian ngắn nhất và chuyển tiền vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ để tránh nạn nhân thông báo đến với ngân hàng ngăn chặn giao dịch. Các ngân hàng cũng cho biết tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua nền tảng mạng viễn thông thường tăng cao vào những ngày cận Tết. Đặc biệt trong cái dịp cuối năm thì nó tăng, gia tăng các hình thức là giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ vay vốn hoặc là nâng hạn mức thẻ tín dụng. Đối với các cái khoản vay tín chấp thì VIBank không thu phí trước bất cứ khoản phí nào. Nếu như có cái hiện tượng đấy thì khách hàng nên cảnh giác và trình báo ngay với cơ quan chức năng, và đặc biệt là không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Theo thống kê, hàng năm toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Hành vi của bọn chúng thì ngày càng tinh vi hơn. Bộ Công an khuyến cáo người dân nên cẩn trọng, nêu cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của những loại tội phạm này.